Bạn có biết tất cả các cách dùng của chữ cờ hay không? Trong các bài trước, chúng ta đã học cờ với ý nghĩa là đại từ nghi vấn, với ý nghĩa là đại từ quan hệ, và trong bài này là bài số 3, chúng ta sẽ học cờ với ý nghĩa là một conjunction de comparaison, một liên từ để so sánh. Liên từ là gì? Conjunction là gì? Liên từ là một từ không thay đổi. Tức là nó không có giống đực, không có giống cái, nó không có số nhiều, không có số ít, luôn luôn nó là một từ như vậy. Tức là một từ không thay đổi, dùng để nối hai từ, hai nhóm từ hay hai câu lại với nhau. Và chúng ta có hai loại conjunction. Conjunction de coordination, ví dụ như là me, u, e, don, o, ni, ca. Và loại thứ hai là conjunction de subordination, nó nối hai yếu tố của một câu, trong đó có một yếu tố này là phụ cho yếu tố kia. Như vậy chúng ta cần phân biệt hai loại này. Cái loại trên đó, conjunction được coordination nó chỉ nối thôi. E, nó chỉ nối hai chữ lại với nhau. Trong khi subordination thì nó cũng nối hai chữ, hai câu, nhưng mà chữ này lệ thuộc, phụ thuộc cho chữ kia. Và chúng ta có những conjunction de temps giống như là comme, lorsque, quand, après que, avant que, aussitôt que. Loại conjunction nói lên mục đích afin que, pour que, de peu que, de telle sorte que. Nói về điều kiện si hoặc là à condition que, dans la mesure où. Nói về điều kiện và nói về de concession hoặc de position, nói về một sự đối nghịch. Qua cờ là mặc dù, bien cờ cũng là mặc dù, encore cờ, alors cờ là trong khi. Như vậy chúng ta sẽ xét các cái phần này ở trong một bài khác. Bài khác là nói về chữ cờ với ý nghĩa là conjunction de subordination. Đây là một bài rất là dài thì chúng ta sẽ xét riêng cho một bài khác. Chúng ta vừa mới nói là có hai loại liên từ, loại liên từ nối kết và loại liên từ nói lên một sự lệ thuộc. Về chữ cờ mà chúng ta học trong bài này nó thuộc loại nào? Nó thuộc loại conjunction de subordination, tức là so sánh hai yếu tố với nhau. Và bây giờ chúng ta coi sự khác biệt giữa conjunction và preposition. Conjunction là liên từ, preposition là giới từ. Chúng ta thấy có sự khác biệt như sau. Liên từ thì nó chỉ nối kết hai từ, hai nhóm từ hay hai câu, trong khi preposition là giới từ, nó cũng nối kết nhưng mà nó nói ra cái mối tương quan rõ ràng và đầy đủ giữa các yếu tố đó. Ví dụ, dans mon sac il y a des livres et quelques cahiers. Trong cái sac của tôi, cái túi đeo lưng của tôi có sách và có mấy cuốn vở. Như vậy cái liên từ e này chỉ nối hai cái nhóm từ này với nhau, trong khi je compte y aller demain s'il fait beau, chúng ta dùng giới từ si ở đây. Tôi tính là ngày mai sẽ đi tới đó nếu trời đẹp. Như vậy giữa hai yếu tố này nó có một cái sự tương quan lệ thuộc với nhau. Và chúng ta gọi si đây là một giới từ, trong khi e ở trên chỉ là một liên từ. Nó nối kết lại với nhau mà thôi. Ở dưới nó cho thấy một cái mối tương quan. Tôi chỉ đi nếu trời đẹp. Như vậy là đây là điều kiện của cái chuyện đi trước. Và bây giờ chúng ta trở lại nội dung chính của bài này. Trong bài này chúng ta sẽ xét chữ cờ ở trong cách so sánh, và đây chúng ta phân biệt có so sánh tương đối và so sánh tuyệt đối. Chúng ta chỉ thấy là cờ xuất hiện trong so sánh tương đối, chúng ta gọi là lục comparatif, còn trong so sánh tuyệt đối thì không có cờ bởi vì nó là tuyệt đối, nó là số 1, thành ra không so sánh hai yếu tố với nhau. Chúng ta chỉ thấy cờ ở trong so sánh tương đối, lục comparatif, và chúng ta có các cái loại so sánh như sau. Khi so sánh tương đối, chúng ta sẽ so sánh tính từ, trạng từ, so sánh danh từ và so sánh động từ. Và ở ba cấp độ hơn, biểu tượng bằng dấu cộng, bằng biểu tượng bằng dấu bằng và kém biểu tượng bằng dấu trừ. Chúng ta thấy là khi so sánh tính từ và trạng từ thì nó có cùng một công thức ly cờ. So sánh danh từ chúng ta thấy có the, lose the cờ. So sánh động từ chúng ta cũng thấy là có plusk, động từ đi với plusk. So sánh bằng thì chúng ta thấy so sánh tính từ và trạng từ là oxy cơ, so sánh danh từ là ô tong cơ, so sánh động từ thì động từ đi với ô tong cơ.
so sánh kém thì ở so sánh tính từ và trạng từ moins que, so sánh danh từ moins de que, so sánh động từ đi với moins que. À, như vậy đây là một cái bài tóm tắt của bài so sánh, và chúng ta sẽ học kỹ trong một cái bài học về so sánh. Nhưng mà trong bài này chúng ta nêu ra một cái điểm chung là khi so sánh tương đối comparative thì luôn luôn phải có que. Luôn luôn chúng ta thấy ở trong tất cả mọi vị trí, dù là so sánh loại từ nào, dù là so sánh ở cấp độ nào hơn, bằng, kém thì đều có que. Và người ta gọi đây là que này là conjonction de comparaison. Chúng ta so sánh thì phải có hai yếu tố, ví dụ A với B thì A hơn B hay A bằng B hay A kém B. Vì chữ que này nói lên một cái sự so sánh, một cái mối tương quan giữa A và B. Và bây giờ chúng ta lấy một số ví dụ. Ở trong phần thứ nhất chúng ta so sánh tính từ. So sánh hơn thì chúng ta có plus 3 chấm, que đi với 3 chấm. Ví dụ, le Canada est plus grand que la France. Nước Canada thì rộng hơn là nước Pháp. Ở đây chúng ta thấy dùng plus que, plus grand que. Và diện tích của Canada là 9.985.000 cây số vuông, trong khi diện tích của nước Pháp là 551.600 cây số vuông. Chúng ta so sánh bằng là công thức là oxy 3 chấm que, le Vietnam est aussi grand que la Malaisie. Nước Việt Nam thì cũng rộng bằng nước Malaysia. Việt Nam 331.800 cây số vuông, Malaysia thì 330.700 cây số vuông, tức hơn nhau có 1.000 cây số vuông. Chúng ta tạm cho là hai quốc gia này rộng lớn bằng nhau, oxy que. Và so sánh kém thì chúng ta có công thức moins 3 chấm que. Ví dụ, le Cambodge est moins grand que la Thaïlande. Nước Campuchia thì ít lớn hơn, tức là nhỏ hơn nước Thái Lan. Cambodge là tờ Campuchia thì 181.000 cây số vuông, trong khi Thái Lan là 513.000 cây số vuông. Như vậy chúng ta vừa lược qua các công thức so sánh bằng, hơn, kém và so sánh tính từ. Lui que, aussi que, moins que. So sánh trạng từ thì chúng ta cũng có công thức giống hệt như là so sánh tính từ. Lui que, aussi que, moins que. Les TGV roulent plus vite que les voitures. TGV là tàu cao tốc đặc biệt của Pháp. Các cái tàu TGV thì nó chạy nhanh hơn xe ô tô. Plus vite que, ở giữa chúng ta có trạng từ vite. Les motos roulent aussi vite que les taxis. Xe máy chạy cũng nhanh bằng xe taxi. Aussi vite que, ở giữa là trạng từ vite. Les vélos roulent moins vite que les bus. Xe đạp thì chạy chậm hơn là xe buýt. Chúng ta nói là ít nhanh hơn. Và tiếng Việt Nam thì chúng ta dùng là chậm hơn. Như vậy, các công thức so sánh của trạng từ cũng là plus que, aussi que, moins que, giống như là tính từ. Và do vậy, người ta để công thức tính từ và trạng từ cùng trong một cái khung so sánh giống nhau. Và bây giờ so sánh danh từ chúng ta thấy cũng là plus, nhưng mà có de, plus de que. Và so sánh bằng thì thay vì aussi, thì chúng ta có autant de que. Và so sánh kém thì moins de que. Đặc biệt khi so sánh danh từ chúng ta có de và chữ plust chúng ta phải phát âm ký tự s, plus de que, autant de que, moins de que. Paris thì nhiều dân hơn là Lyon. Lyon là thành phố lớn thứ ba của Pháp. Paris a plus d'habitants que Lyon, có nhiều hơn, plus de que. Hà Nội thì có số dân bằng với Sài Gòn. Hà Nội a autant d'habitants que Sài Gòn. Đà Lạt thì ít dân hơn là Hải Phòng. Đà Lạt a moins d'habitants que Hải Phòng. Ở đây chúng ta vừa làm công việc là so sánh danh từ, so sánh hơn, plus de que. So sánh bằng, autant de que. So sánh kém, moins de que. Và bây giờ chúng ta so sánh động từ. So sánh động từ thì chúng ta để động từ trước và plus que 3 chấm. So sánh bằng động từ autant que, so sánh kém động từ moins que. Ví dụ, chó thì nó ăn nhiều hơn là mèo. Ở đây chúng ta nói chó là loài thì là chúng ta phải dùng số nhiều. Les chiens mangent plus que les chats.
các cái con chó thì nó ăn nhiều hơn con mèo. Ở đây chúng ta đang so sánh động từ ăn thì chúng ta dùng whisker và đi trước là động từ. Anh Paul thì kiếm tiền bằng với em của anh ta, hai anh em đi làm và kiếm được tiền bằng nhau. Paul gagne autant que son frère. Anh ta ngủ ít hơn tôi, il dort moins que moi. Ở đây chúng ta đang so sánh các cái động từ ăn, kiếm tiền và ngủ, và so sánh hơn là plus que bằng là autant que, kém là moins que. Và đây là bài chúng ta đang học về cái liên từ que, và nó nằm ở trong công thức so sánh tương đối comparative. Và chúng ta nhắc lại là trong tất cả các công thức để so sánh tương đối thì đều có que: hơn, bằng, kém, cho tính từ, cho danh từ và cho động từ thì đều chúng ta đều có thấy chữ que. Đây là phần tập đặt câu, và trong phần này chúng ta sẽ có 10 câu để dịch ra tiếng Pháp, và chúng ta cũng sử dụng các công thức so sánh tương đối. Bạn nên mua cái máy vi tính này thì nó rẻ hơn nhưng vẫn tốt bằng cái máy cũ của bạn. Rẻ hơn là moins cher, tức là ít đắt hơn, tốt bằng cái máy cũ của bạn. Bạn nên mua. Tu devrais. Tu devrais. Devrais là nên. Tu devrais acheter cet ordinateur. Bạn nên mua cái máy vi tính này. Chúng ta đưa ra một cái lời khuyên: tu devrais acheter cet ordinateur. Bởi vì, parce que, parce qu'il est, và nó rẻ hơn, ít đắt hơn, parce qu'il est moins cher. Mais, nhưng mà vẫn aussi bon que ton ancien. Bạn nên mua cái máy này. Tu devrais acheter cet ordinateur parce qu'il est moins cher mais aussi bon que. Chúng ta dùng chữ que này cho cả hai cái so sánh trên: rẻ hơn, rẻ hơn tức là ít đắt hơn, và tốt bằng. Đây là hơn và đây là bằng, chúng ta cũng dùng chung một cái liên từ que. Câu số 2: tỉnh Nghệ An có số dân bằng tỉnh Thanh Hóa nhưng rộng hơn. Tỉnh Nghệ An, La province de Nghệ An thì có số dân bằng. Có số dân bằng, chúng ta có thể dùng là động từ avoir đi với tính, đi với danh từ habitant. Chúng ta cũng có thể dùng tính từ, tính từ là peuple. Ở đây chúng ta dùng danh từ như a autant d'habitants, autant d'habitants que la province de Thanh Hóa. Hai tỉnh Nghệ An sát nhau, la province de Nghệ An a autant d'habitants que. Ở đây chúng ta cũng có liên từ que la province, que la province de Thanh Hóa, nhưng nó rộng hơn. Mais elle est, mais elle est plus grand. Ở đây chúng ta thấy không có que, bởi vì chúng ta hiểu ngầm, đáng lẽ là phải nói là plus grand que la province de Thanh Hóa, nhưng mà chúng ta không cần thiết phải viết như vậy, chúng ta chỉ viết tới đây thôi. La province de Nghệ An a autant d'habitants que la province de Thanh Hóa. Để chúng ta phải nêu ra đầy đủ các yếu tố, nhưng mà ở phía sau chúng ta chỉ có thể nói một cách vắn tắt: mais elle est plus grand, số dân thì bằng nhưng mà rộng hơn. Là chúng ta không cần viết như thế này. Như vậy ở đây chúng ta cũng thấy là dùng liên từ que. Câu số 3: em trai tôi làm việc bằng tôi. Ở đây chúng ta đang so sánh một cái động từ làm việc bằng tôi, nhưng nó kiếm tiền nhiều hơn tôi. Đây cũng là so sánh động từ vì nó làm việc cho một công ty nước ngoài. Mon frère làm việc bằng tôi, travaille autant que moi. Đây chúng ta coi lại công thức so sánh động từ, thì động từ đi trước là động từ travailler, rồi đi với autant que, so sánh động từ autant que moi. Mais, nhưng mà nó kiếm tiền nhiều hơn tôi. Mais il gagne plus que moi. Ở đây chúng ta cũng so sánh động từ kiếm tiền, gagner,
Lyskermoa. Khi so sánh động từ thì động từ đi trước, rồi chúng ta có so sánh hơn là Lysker bằng tôi bằng cờ, kém là moi cờ, em trai tôi làm việc bằng tôi, mon frère travaille autant que moi, như nó kiếm tiền được nhiều hơn tôi, mais il gagne, động từ kiếm tiền, plus que moi. Lý do là bởi vì nó làm việc cho một công ty nước ngoài, cũng làm việc bằng tôi, nhưng mà do làm việc với công ty nước ngoài thì nó kiếm được nhiều hơn. Pascal, travaille pour une compagnie étrangère. Mon frère travaille autant que moi, mais il gagne plus que moi parce qu'il travaille pour une compagnie étrangère. Câu số 4, bây giờ tôi ngủ ít hơn trước, tôi không biết tại sao. Ở đây vẫn là so sánh động từ ngủ, maintenant, je dors moins qu'avant. Ở đây chúng ta đang so sánh hiện trạng với trước kia. Bây giờ tôi ngủ ít hơn trước kia, chúng ta cũng có liên từ cờ. Maintenant, je dors moins qu'avant. Và tôi không biết tại sao. Je ne sais pas pourquoi. Tôi không biết tại sao bây giờ tôi lại ngủ ít như vậy. Câu số 5. Người Việt Nam có thói quen sử dụng xe hai bánh nhiều hơn các phương tiện chuyên chở công cộng. Phương tiện chuyên chở công cộng là les moyens de transport en commun. Xe hai bánh là les deux roues. Les deux roues. Xe có hai cái bánh, kể cả xe đạp, kể cả xe gắn máy phân khối nhỏ, xe gắn máy phân khối lớn, người ta gom chung lại là xe hai bánh, les deux roues. Người Việt Nam có thói quen, les Vietnamiens ont l'habitude. Les Vietnamiens ont l'habitude. Vietnamiens chúng ta phải viết vê hoa bởi vì nói lên cư dân của một quốc gia. Les Vietnamiens phải viết vê hoa. Avoir l'habitude de faire quelque chose, on l'habitude, sử dụng là d'utiliser les deux roues, sử dụng xe hai bánh, nhiều hơn các phương tiện chuyên chở công cộng. Ở đây chúng ta đang so sánh cái động từ sử dụng, thì là chúng ta plus que les moyens de transport. En commun. Les Vietnamiens ont l'habitude d'utiliser les deux roues plus que les moyens de transport en commun. Et chúng ta nhớ lại, đây là chúng ta đang so sánh việc động từ sử dụng. Không phải chúng ta so sánh đi xe hai bánh nhiều hơn là đi xe buýt. Không so sánh cái danh từ này, so sánh cái động từ này. Người Việt Nam có thói quen sử dụng cái này nhiều hơn là sử dụng cái kia. Do đó chúng ta thấy động từ đi với plus que. Động từ đi trước và plus que đi sau. So sánh động từ thì động từ đi trước, rồi sau đó plus que. Câu số 6, chúng ta thường nói khi chúng ta nghe điện thoại không rõ, thì mình nói là tôi nghe không rõ, bạn hãy nói to hơn. Je t'entends très mal. Chúng ta phải thêm một cái đại từ. Ở tiếng Việt Nam chỉ nói với người kia là mình nghe không có rõ, bạn hãy nói to hơn. Và trong tiếng Pháp chúng ta phải có một cái đại từ complément, je t'entends très mal hoặc là je vous entends très mal. Nếu nói với người ngoài thì chúng ta đổi thành je vous entends très mal, bạn hãy nói to hơn. Parle plus haut. Đây chúng ta thấy đi với ngôi thứ hai số ít thì động từ ngôi thứ hai số ít. Nếu chúng ta dùng ngôi thứ hai số nhiều, je vous entends très mal. Cái động từ sau cũng phải ngôi thứ hai số nhiều. Parlez plus haut, s'il vous plaît. Parlez plus haut, s'il vous plaît. Và nó lịch sự. Và chúng ta nhận thấy là ô ở đây không phải là tính từ, mà ô đây là trạng từ.
Ồ, chúng ta dùng ở chỗ này là trạng từ, chung là tính từ. Chúng ta biết là có một số ít tính từ nó có hình thức ở trạng từ, và khi là trạng từ thì nó không thay đổi. Tính từ thì phải thay đổi, nhưng mà cũng là chữ này khi nó dùng với ý nghĩa là trạng từ thì không thay đổi. Chúng ta thấy là ô, Parle plus haut, je t'entends très mal, parle plus haut. Ở đây chúng ta thấy không có cờ là bởi vì chúng ta hiểu ngầm. Nói to hơn lúc nãy, parle plus haut, chúng ta đã so sánh động từ này. Bạn hãy nói to hơn lúc nãy. À, như vậy chúng ta thấy không có cờ, nhưng mà chúng ta cũng hiểu ngầm là trong đây là một cái câu so sánh. Câu số 7, năm nay chúng tôi thu hoạch cà phê bằng năm ngoái. Đây là lời nói của một nông dân ở trong vùng trồng cà phê, canh tác cà phê năm nay. Cette année, chúng tôi thu hoạch. Nous récoltons. Động từ récolter là thu hoạch. Ở đây chúng ta thấy là so sánh về một danh từ. So sánh danh từ là chúng tôi thu hoạch cái cà phê, chứ không phải là thu hoạch lúa, chứ không phải là thu hoạch tiêu, và thu hoạch cà phê bằng với năm ngoái. Cette année, nous récoltons autant de café que. Autant de café que. L'année dernière. Cette année, nous récoltons autant de café que. Như vậy trong công thức so sánh này chúng ta cũng thấy có thấy chữ cờ này, cơ l'année dernière. Câu số 8, người Pháp bây giờ tiêu thụ bánh mì ít hơn trước. Đây là một thực tế, người ta đã có những con số. Ngày xưa người ta ăn nhiều lắm, cũng như người Việt Nam chúng ta ngày trước ăn cơm nhiều lắm. Bây giờ bớt ăn cơm thì người Pháp bây giờ cũng bớt ăn bánh mì đi. Người Pháp là les Français. Chúng ta phải viết F, viết hoa, cũng giống như là Việt, les Vietnamiens. Bởi vì đây là nói về cư dân của một nước. Les Français consomment là tiêu thụ, tức là ăn uống. Les Français consomment. Chúng ta để actuellement đi, để là phía trước, hiện nay. Actuellement, hiện giờ, les Français tiêu thụ bánh mì consomme. Ở đây chúng ta so sánh là so sánh cái danh từ cũng giống như là thu hoạch cà phê consomme moins de pain qu'avant. Ở avant là so sánh với trước kia, so sánh bây giờ với trước kia, bây giờ là actuellement. Les Français consomment moins de pain qu'avant. Chúng ta so sánh một cái danh từ ăn ít bánh mì hơn trước kia. Số 9, chiếc xe máy này tiêu thụ ít xăng hơn các xe khác, và dĩ nhiên là nó không khỏe bằng các xe khác và chạy chậm hơn các xe khác. Đó là câu đầy đủ. Bây giờ chúng ta làm qua tiếng Pháp. Cette moto consomme moins d'essence. Les autres. Chúng ta đang so sánh danh từ này, tiêu thụ ít xăng hơn, moins d'essence que. So sánh hai cái đơn vị là xe này với xe kia, và chúng ta so sánh một cái danh từ consomme moins d'essence que. Khi so sánh danh từ thì chúng ta phải có the. Chẳng hạn như ở Việt Nam, tôi thu hoạch nhiều cà phê hơn, plus de cà phê. Người Pháp ăn ít bánh mì hơn, moins de pain. Và chiếc xe này tiêu thụ ít xăng hơn, moins d'essence. Chúng ta so sánh danh từ thì phải có the. Cette moto consomme moins d'essence que les autres. Và dĩ nhiên, évidemment. Nó tiêu thụ ít xăng hơn thì évidemment. Évidemment, nó không khỏe bằng. Il est không khỏe bằng. Là ít khỏe hơn. Il est moins fort. Et roule moins vite. Ở đây chúng ta không có chữ cờ nữa, bởi vì đương nhiên là so sánh cái xe này với các xe khác. Ở tiền đề chúng ta có cái câu là chiếc xe máy này tiêu thụ ít xăng hơn chiếc xe khác, tức là so sánh cái này với cái kia. Và bây giờ chúng ta cũng thấy là cũng là nó không có khỏe bằng các xe khác và nó chạy chậm hơn các xe khác. Et il est moins fort. Khỏe là for fort, moins fort.
Erulam Wai Vit và chạy ít nhanh hơn, tức là chậm hơn, không khỏe bằng và chạy chạy chậm hơn. Như ở trong thư pháp chúng ta dùng các cái công thức so sánh hơn bằng kém như thế này. Và câu số 10, mức sống bây giờ cao hơn ngày trước. Le niveau de vie est cao hơn, est plus élevé qu'avant. Để chúng ta so sánh tính từ mức sống bây giờ thì cao hơn ngày trước, est plus élevé. Élevé là cao. Một mức sống cao, mức sống bây giờ cao hơn ngày xưa, nhưng mà nó lại gây căng thẳng nhiều hơn. Mais lui stressant. Bởi vì chúng ta có lẽ không có thể để đơn giản như vậy được, bởi vì cái mức sống thì cao hơn, nhưng mà cái mức sống thì nó không có sát son mà là cuộc đời, cuộc sống. Mais la vie, chúng ta nên để này, mais la vie est plus stressante. Chúng ta có động từ stressé là gây ra căng thẳng, gây ra áp lực, căng thẳng. Chúng ta dùng participe présent để nói lên là nó đang làm, nhưng cuộc sống thì lại gây căng thẳng nhiều hơn. Chúng ta phải thêm vào, bởi vì cái mức sống thì nó không có tạo ra, mà chính cuộc sống thì nó mới căng thẳng. Mức sống thì nó cao, le niveau de vie est plus élevé qu'avant, mais la vie est plus stressante. Ở đây chúng ta cũng thấy dùng liên từ, và phía sau người ta hiểu ngầm hơn trước, và ở đây cũng là căng thẳng hơn trước. Trong vậy, trong bài này chúng ta vừa coi thêm một cách dùng khác của chữ cờ, đó là nó làm liên từ để so sánh, compare, conjunction de comparaison. Và chúng ta biết là trong tất cả mọi hình thức so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém, so sánh tính từ hoặc danh từ hoặc động từ thì đều có chữ cờ, và người ta gọi đó là conjunction de comparaison, tất cả đều có cờ. Xin chào tất cả mọi người.